Thỉnh bùa yêu Thái Lan mua ở đâu để hiệu nghiệm 100%. Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Thái Lan không chỉ được biết đến là đất nước chùa vàng mà còn là một quốc gia có rất nhiều loại bùa yêu. Bùa yêu Thái Lan không chỉ được sử dụng trong quốc gia mà hiện nay đã có mặt ở một số nước như Trung Quốc, Lào, và trong đó có cả Việt Nam. Vậy bùa yêu của Thái Lan là gì? Dưới đây là những điều bạn nên biết nếu như đang có ý định sử dụng loại bùa yêu này. 1. Bùa yêu Thái Lan là gì? Hiểu một cách đơn giản, bùa yêu Thái Lan được luyện ra từ những thầy sư có phép thuật siêu nhiên và cao tay nhất tại Thái Lan. Sau một thời gian nhất định được các sư thầy làm phép và tu luyện thì bùa sẽ có được hiệu nghiệm. Theo quan niệm dân gian của người Thái Lan thì bùa yêu có tác dụng níu kéo và gây sự thương nhớ cho người mình thương mến, khiến đối phương yêu và không muốn rời xa mình. 2. Tác dụng của bùa yêu Thái Lan. Bùa yêu Thái Lan có tác dụng gì là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Trên thực tế, loại bùa yêu này đã được nhiều người kiểm chứng và mang lại rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống của người sử dụng. Thứ nhất là giữ cho tình yêu đôi lứa luôn được bền chặt, ngăn cản sự xuất hiện của người thứ hai, giúp cho vợ chồng luôn thương yêu nha. Nhờ đó không xảy ra tình huống vợ hoặc chồng ngoại tình với người khác. Đặc biệt, người sử dụng bùa sẽ dễ dàng chinh phục được người mình yêu một cách dễ dàng. Thứ hai, nếu như giữa hai người đang xảy ra mâu thuẫn khó có thể hàn gắn thì bùa yêu của Thái Lan sẽ giúp xóa đi những rạn nứt, giận hơn trong tình yêu. Vợ chồng sẽ thêm hiểu nhau hơn, tình cảm ngày càng thấm thiết, gia đình sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ. Thứ ba, đối với những người đang còn độc thân thì sẽ sớm một nửa đích thực của cuộc đời mình, nghĩa là sẽ nhanh chóng tìm được người yêu và có được hạnh phúc như mong muốn. 3. Cách sử dụng bùa yêu Thái Lan. Tác dụng bùa yêu Thái Lan đem lại là rất nhiều. Tuy nhiên, sử dụng như thế nào để đạt được hiệu quả như mong muốn thì mới là vấn đề phải bàn tới. Nếu chưa biết thì hãy cùng theo dõi tiếp bài viết dưới đây của chúng tôi. Để sử dụng bùa yêu đầu tiên, các bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin như tên, tuổi, địa chỉ. Sau khi có đầy đủ những thông tin cần thiết thì thầy sư tại các đền chùa sẽ làm phép vào bùa để cho bùa có linh nghiệm. Thời gian bùa hiệu nghiệm sẽ phụ thuộc vào từng người thỉnh. Có người bùa sẽ có tác dụng nhanh trong vòng khoảng vài tuần. Ngược lại, có người bùa sẽ có tác dụng lâu khoảng vài tháng. Sau khi thỉnh bùa yêu xong, bạn có thể đem theo bên người hoặc đặt vào ví, túi xách hoặc để ở ngăn bàn làm việc. Lưu ý! Những nơi đặt bùa phải là những nơi sạch sẽ, không bị ô uế thì bùa mới có tác dụng nhanh và trong thời gian dài. 4. Xin bùa yêu Thái Lan ở đâu? Đây cũng là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Có nhiều người muốn sử dụng bùa yêu của Thái Lan nhưng lại không biết nên xin ở đâu. Hiện nay có rất nhiều cách để xin bùa yêu Thái Lan. Nếu như không xin, bạn cũng có thể mua tại các shop chuyên bán bùa yêu. Nếu muốn xin thì bạn nên tìm đến những ngôi đền, ngôi chùa ở Thái Lan và nhờ các thầy sư ở đây luyện. Ngược lại, nếu như không có điều kiện đến tận nơi để xin thì bạn có thể mua tại các shop bán bùa yêu. Tuy nhiên, cách này lại không mấy hiệu quả. Trong trường hợp bạn ở Việt Nam nên tìm loại bùa yêu của người Việt làm ra sẽ hiệu quả hơn nhiều. Lúc này bạn có thể tìm đến thầy Phá Vi. Thầy Bá Vi chuyên luyện bùa yêu đã rất nhiều người áp dụng thành công và đạt kết quả như mong muốn. 5. Bùa yêu của thầy Bá Vi. Thầy Bá Vi chuyên giúp đỡ những người luôn mong muốn có một tình yêu đích thực nhưng không trái với luân thường đạo lý. Cách làm bùa cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần cung cấp họ tên, ngày tháng năm sinh là thầy sẽ giúp bạn luyện bùa. Thầy Bá Vi chỉ luyện bùa cho những mục đích tốt đẹp nên tác dụng không chỉ nhanh chóng mà còn không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến người sử dụng bùa và người bị bỏ bùa. Cho nên khi sử dụng bùa yêu của thầy Bá Vi, bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Chia sẻ câu chuyện một người nhờ thầy Bá Vi giúp. Thầy Bá Vi có thể giúp con làm bùa yêu được không ạ? Thật sự bây giờ con rất bế tắc và tuyệt vọng. Con muốn chết đi lắm rồi. Bạn bè đang lơ dần con đi và cả người con thương cũng lơ theo. Bây giờ con muốn có bùa giữ người để giữ bạn nữ đầu đàn trong nhóm. Vì tụi con học chung 3 năm mà bây giờ mới đầu năm con sợ con không chống nổi.
Con mong thầy phá vi giúp con với ạ. Thật sự ở tuổi con bạn bè chiếm 3 phần 4 cuộc sống rồi ạ. Con thật sự không thể tập trung học và con rất mệt rồi ạ. Con mong thầy có thể giúp con. Con rất tin bùa nhưng không biết tìm ai nay. Con hữu duyên thấy được bài của thầy phá vi và con rất tin vào thầy ạ. Con đã chịu chuyện này từ nhiều năm trước rồi. Con nghĩ qua môi trường mới sẽ hết nhưng kết quả vẫn y như cũ ạ. Con rất tuyệt vọng rồi. Kết luận. Hy vọng rằng với những thông tin trên của chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn những thông tin về bùa yêu Thái Lan. Nếu bạn là người Việt Nam thì sử dụng bùa yêu của thầy Bá Vi là lựa chọn hợp lý nhất. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Bá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Bá Vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Cần liên hệ thầy Bá Vi để giải đáp các thắc về bùa ngải thì liên hệ trực tiếp thầy bằng cách nhắn tin vào điện thoại hoặc qua Zalo, Facebook 0918334190. Anh chị nhớ like và đăng ký kênh để xem nhiều hơn video từ thầy Bá Vi về bùa ngải nhé.